Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kênh 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Hải Tú bị netizen nhận xét mặt đơ khinh người trong lần xuất hiện ở họp báo của Sơn Tùng. Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2020, Sơn Tùng MTP kết hợp cùng với Pops đã tổ chức họp báo ra mắt truyện tranh Lạc Trôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt tại sự kiện với vai trò chủ tịch của MTP Entertainment, giọng ca Hãy cho cho anh diện bộ vest lịch lãm đi cùng dàn vệ sĩ hùng hậu. Xuất hiện cùng anh là Khay Trần và Hải Tú. Đây cũng là lần đầu tiên đưa diễn viên Hải Tú xuất hiện trước công chúng cùng chủ tịch Sơn Tùng. Kể từ khi đóng chung MV Chúng ta của hiện tại, Sơn Tùng MTP và Hải Tú thường xuyên có những tấm ảnh chụp cùng nhau, thậm chí có những khi đứng sát nhau khá thân thiết. Nàng thơ mới cũng trở thành người con gái thứ hai được Sơn Tùng theo dõi trên Instagram sau Thiều Bảo Trâm thế nhưng tại sự kiện hải tú và sơn tùng mtp không xuất hiện cùng lúc trên thảm đỏ cả hai giữ khoảng cách với nhau và cũng ít khi trò chuyện trong suốt chương trình những chia sẻ của sơn tùng trong buổi ra mắt chuyện tranh lạc trôi cũng khá ngắn gọn và diễn ra rất nhanh vốn đã nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp sau khi trở thành nữ diễn viên độc quyền nhà sơn tùng mtp hải tú càng là cái tên được chú ý nhiều hơn trong lần comeback này của sơn tùng hải tú cũng giành nguyên suất nữ chính của mv chúng ta của hiện tại trong buổi họp báo dự án mới của Sơn Tùng MTP, nữ diễn viên diện trang phục đen đơn giản, điểm nhấn phần thiết kế cách điệu ở cổ áo. Chiếc váy ôm sát giúp hải tú khoe được vóc dáng chuẩn, vòng eo nhỏ, đặc biệt là chiều cao đáng mơ ước. Nhan sắc của Hải Tú là điều không cần nói nhiều nữa, song nữ diễn viên độc quyền nhà Sơn Tùng bất ngờ gây tranh cãi. Nguyên nhân nằm ở biểu cảm của Hải Tú lúc được dàn vệ sĩ tháp tùng từ ngoài vào khu vực chụp ảnh. Gương mặt của Hải Tú không chút biểu cảm trong suốt quá trình di chuyển. Ngay cả lúc chụp hình, cô nàng cũng rất ít cười. Bên dưới phần bình luận, khá nhiều người lại quay sang ném đá và cho rằng Hải Tú đã có thái độ không tốt, thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí hành động đi phăng phăng không chào hỏi ai của cô nàng còn bị coi là khinh người. Bên cạnh đó, nhan sắc ngoài đời của Hải Tú được nhận xét là hơi đơ, không được xinh đẹp như trên ảnh. Đương nhiên cũng có không ít ý kiến bênh vực Hải Tú. Mọi người không cảm thấy có vấn đề gì với biểu cảm của cô nàng cả có thể vì lần đầu tiên ra mắt nên cô nàng không tránh khỏi sự căng thẳng. Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều người hâm mộ nhận xét rằng visual dự sự, sự kiện của Hải Tú còn đỉnh hơn hẳn so với khi đóng MV chúng ta của hiện tại. Bởi lẽ trong MV, nữ diễn viên vào vai cô gái phục vụ, không trang điểm, diện đồ quá cầu kỳ, tạo hình ở MV phù hợp chuẩn mực cô gái của thập niên 90, bình dị và nhẹ nhàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kênh mươi 24 giờ nhé.